Một mùa hiến chương nhà giáo lại về. So với mọi năm, 20 tháng 11 năm nay có thể sẽ khác về hình thức thể hiện, nhưng ý nghĩa và sự tri ân dành cho những người đưa đò vẫn luôn đong đầy. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng gửi đến toàn thể quý thầy cô là cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường những lời chúc ý nghĩa, tạo động lực để HUTECH tiếp tục nỗ lực khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Hôm nay, thay mặt lãnh đạo trường, tôi chân thành cảm ơn tất cả và cảm ơn từ cái tấm lòng của mình, từ cái trái tim của mình. Chúc cho Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay vui vẻ và trên tinh thần vì sinh viên, giảng dạy, chỉ dẫn bằng trái tim của mình, truyền cảm hứng cuộc đời của mình để các em có thể trưởng thành phát huy, để cái Ngày Nhà giáo Việt Nam càng ngày càng có ý nghĩa đối với sự nghiệp chồng người. Nhân kỷ niệm Ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi xin kính chúc tất cả các thế hệ thầy cô trên mọi miền của đất nước nói chung và các thế hệ thầy cô của HUTECH nói riêng luôn có đủ tâm sáng, trí đức, huệ tài và lực mạnh để luôn luôn là những người gieo những hạt giống lý tưởng, ươm mầm những ước mơ hoài bão và là những bậc thềm tri thức cho các thế hệ tương lai. Chúc cho HUTECH của chúng ta ngày càng đổi mới, phát triển. Đối với tôi, cảm xúc ngày 20 tháng 11 luôn rất đặc biệt, một ngày để tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, những người lấy đò tận tụy và thầm lặng đã dìu dắt bao thế hệ sinh viên đến với bến bờ tri thức và thành công trên con đường dấn thân lập nghiệp. Nhân lễ khai giảng năm học mới và Ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc quý thầy cô và đại gia đình HUTECH nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc cùng sự nghiệp giáo dục cao cả thiêng liêng. Đối với tôi mà nói thì cảm xúc ngày 20 tháng 11 luôn rất đặc biệt, vì đây là ngày đánh dấu việc tôi quyết định đi theo nghề nhà giáo, nối nghiệp cha mẹ đứng trên bục giảng để dạy học trò thành người trước khi thành tài. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin chúc toàn thể quý thầy cô cùng đại gia đình HUTECH luôn vững mạnh, bình an và thành công trong sự nghiệp chồng người. Thạc sĩ Luân xin được thay mặt cho Viện Âm nhạc Nghệ thuật HUTECH xin được chúc tất cả quý thầy cô của chúng ta có một ngày lễ thật tuyệt vời. Chúc quý thầy cô luôn nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng, vững tay kèo để có thể dẫn dắt các em trên con đường học vấn. Và cũng xin được nhân đây chúc quý nhà trường của chúng ta, đại gia đình HUTECH sẽ luôn luôn có thật nhiều ngành học cho các bạn lựa chọn, phát triển trong tương lai thật nhiều thành công và rực rỡ hơn nữa, đặc biệt là có thể hướng dẫn cho các em tới đam mê cùng mọi người trong tương lai. Khai giảng năm học mới, thay mặt cho phòng tuyển sinh xin kính chúc Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH sẽ có một năm học thành công trên mọi phương diện, tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong của một cơ sở giáo dục bậc cao có uy tín và danh tiếng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Mến chúc tất cả các bạn sinh viên sẽ có một năm học hiệu quả, đặc biệt là các bạn tân sinh viên sẽ sớm hòa mình vào dòng chảy chung của ngôi nhà HUTECH thân yêu. Và nhân đây xin kính chúc quý thầy cô lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô, cán bộ nhân viên các phòng, ban, khoa, viện một ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống, trong nghề nghiệp vinh quang mà chúng ta đã lựa chọn và dấn thân. Em xin được gửi lời kính chúc cho tất cả các thầy cô luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp chồng người, luôn là con thuyền để dẫn dắt tất cả các thế hệ học sinh, sinh viên về với bến bờ của tri thức. Thay mặt toàn thể các bạn sinh viên HUTECH, xin gửi lời cảm ơn hết sức chân thành đến quý thầy cô. Cảm ơn quý thầy cô đã luôn giảng dạy cũng như là đồng hành hỗ trợ cho chúng em trong những năm tháng thời đại học. Và nhân dịp kỷ niệm đặc biệt ngày hôm nay, em xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường giảng dạy. Chúc cho HUTECH chúng ta thành công và vững bước hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và chúc thầy cô có nhiều đột phá trong cái cách dạy online để chúng ta có thể truyền đạt được những cái kiến thức và dẫn dắt các sinh viên ngày càng tốt hơn. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến quý thầy cô khoa công nghệ thông tin, quý thầy cô toàn trường và kính chúc cho HUTECH ngày càng phát triển vững mạnh. Và em cũng mong rằng trường HUTECH của chúng ta sẽ ngày một phát triển hơn nữa để đào tạo ra những cái thế hệ trẻ thành công và đóng góp nhiều giá trị cho xã hội. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH đã có rất nhiều năm đào tạo các thế hệ sinh viên chất lượng cao qua các thời kỳ. Sinh viên ra trường đã nhạy bén, năng động, tự tin, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội. Qua đây đã khẳng định được hướng đi đúng đắn của nhà trường trong việc giáo dục thực tế.
nhân lễ khai giảng năm học mới và ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúc Đại học Hiếu Tết ngày càng phát triển rực rỡ với sự nghiệp trồng người. Chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặt hái được thật nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đào tạo và trồng người. Rất mong các thầy cô sẽ tiếp tục trên cái con đường định hướng của mình để xây dựng của trường Hữu Tích mạnh, cũng như cung ứng cho thị trường được nhiều sinh viên chất lượng cao. Nhân dịp 20 tháng 11, kính chúc quý thầy cô sức khỏe, nhiệt huyết và thành đạt. Chúc Hữu Tích năm học mới thành công rực rỡ.